Kính thưa quý vị và các bạn, ngày 31 tháng 7 năm 2009, Bộ Chính trị ra thông báo kết luận số 264 về tổ chức cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhằm phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tự tôn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, xây dựng nền kinh tế Việt Nam phát triển ổn định. Chính vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tích cực vận động và thúc đẩy tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, nhằm đáp ứng tốt nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng ở vùng sâu vùng xa. Trong suốt gần 15 năm qua, hiệu quả từ cuộc vận động đã được phát huy một cách tích cực. Thời gian qua, những phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn, vùng khó khăn của tỉnh đã góp phần đưa hàng hóa có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, phục vụ nhu cầu mua sắm và nâng cao kiến thức tiêu dùng cho người dân. Đồng thời tạo điều kiện kết nối đơn vị sản xuất, nhà phân phối với doanh nghiệp, cơ sở bán lẻ tại địa phương. Các phiên chợ đưa hàng Việt về vùng sâu vùng xa được tổ chức đã đạt được mục tiêu tạo điều kiện cho người dân khu vực nông thôn được mua sắm các mặt hàng có chất lượng tốt, giá cả phải chăng. Mỗi phiên chợ có quy mô vừa phải, trong đó phần lớn các gian hàng nằm trong chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, số còn lại là các doanh nghiệp muốn đăng ký đi kèm hội chợ để quảng bá sản phẩm, đồng thời cũng tạo điều kiện để người dân tiếp cận nhiều mặt hàng thiết yếu. Mỗi phiên chợ với hàng trăm mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt thường ngày. 100% sản phẩm được giao thương trưng bày trong phiên chợ đều do các doanh nghiệp trong nước sản xuất, như nước mắm, mì tôm, đường, sữa, hàng dệt may, quá mỹ phẩm. Theo tinh thần cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp kích thích mở rộng sản xuất, tiêu dùng tại địa phương, tăng tỷ lệ nội địa hóa, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thương hiệu, mở rộng thị trường, đặc biệt các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa với các chương trình như đưa hàng Việt về nông thôn, đưa hàng Việt về chợ truyền thống, đã tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận với các sản phẩm hàng Việt Nam đảm bảo chất lượng, có giá cả hợp lý, phù hợp với thu nhập của người dân. Đặc biệt, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn bản chỉ đạo trong toàn tỉnh về việc thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, nhằm tăng cường trách nhiệm của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong việc triển khai cuộc vận động. Qua đó phát huy vai trò của các doanh nghiệp trong hưởng ứng cuộc vận động, khơi dậy tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc của mỗi người dân Việt Nam thông qua việc lựa chọn tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ thương hiệu Việt, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai cuộc vận động trong tình hình mới. Nhìn chung đối với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong thời gian qua đối với địa bàn tỉnh Bạc Liêu thì về cơ bản thì nó cũng có nhiều thuận lợi. Thì có nghĩa là sau khi có cái thông báo của Bộ Chính trị thì về thực hiện cuộc vận động thì tỉnh ủy cũng đã có nhiều cái văn bản trong cái chỉ đạo. Đặc biệt trong thời gian gần đây thì vừa qua khi sau khi tổng kết 10 năm thực hiện cuộc vận động á, thì Ban Bí thư tiếp tục ban hành cái chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trong tình hình mới, thì Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục là xây dựng và triển khai cái kế hoạch số 16 trong cái chỉ đạo thực hiện chỉ thị 03 của Ban Bí thư. Rồi Ban chỉ đạo cuộc vận động của tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch. Thì nhìn chung trong thời gian qua thì việc thực hiện kế hoạch thì được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh ủy, sự quản lý điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh trong cái thực hiện cuộc vận động, mà đặc biệt là sự phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các sở ban ngành, đặc biệt là các tổ chức thành viên của Mặt trận trong công tác tuyên truyền vận động người dân cũng như các doanh nghiệp để hiểu, nâng cao cái nhận thức về cuộc vận động và qua đó để thực hiện tốt cuộc vận động trong tình hình mới. Có thể thấy, cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã khẳng định được vai trò, ý nghĩa cũng như tính thực tiễn khi thay đổi thói quen tiêu dùng của người dân. Dựa trên những lợi thế này, các đơn vị doanh nghiệp không ngừng cải tiến chất lượng mẫu mã sản phẩm. Các cấp các ngành của địa phương tiếp tục làm tốt vai trò tuyên truyền vận động, giúp thay đổi nhận thức thói quen người tiêu dùng khi sử dụng hàng nội địa và tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, từ đó góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội địa phương, nhất là sự cạnh tranh về giá của hàng nội địa. Thế cái nào mình thích thì mình mua thôi, chứ cũng hài lòng mới mua, chứ không hài lòng có mua làm gì đâu. Mình thấy cái đó mình vừa vững mình đó, mình hài lòng mình mới mua. Còn như giả tỷ mình không thích mình đâu có mua làm. Hơi giảm giá hơn ở tại chợ thì mình mua thì đồng đỡ đồng.
Các phiên chợ đưa hàng Việt về nông thôn được tổ chức thời gian qua đã góp phần tích cực trong việc thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Thông qua các phiên chợ đã tạo được hiệu quả kép khi giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm, đồng thời góp phần tạo thói quen tiêu dùng hàng Việt cho người dân địa bàn nông thôn. Từ chỗ người tiêu dùng ưa chuộng sử dụng hàng hóa, trong khi thu nhập của người Việt chưa phù hợp, thì đến nay, sau gần 14 năm triển khai cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cho thấy đã có sự thay đổi đáng kể về nhận thức và thói quen dùng hàng Việt Nam của người dân hiện nay. Hàng Việt ngày càng chiếm được niềm tin của khách hàng do có nguồn gốc, nhãn hiệu rõ ràng và chất lượng không kém hàng ngoại. Hơn nữa, trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp cũng ưu tiên các mặt hàng trong nước và giúp đỡ tiêu thụ hàng hóa, nhất là hàng nông sản của địa phương. Các siêu thị và cửa hàng bán hàng tự chọn có nhiều lợi thế để liên kết, trưng bày hàng hóa và các sản phẩm hàng Việt ngày càng được hoàn thiện và nâng cao chất lượng. Các hệ thống này luôn ưu tiên bày bán các sản phẩm hàng hóa Việt, nhất là nông sản, đặc sản địa phương. Thì hệ thống siêu thị Coopmart đó là hệ thống siêu thị Việt của người Việt và do người Việt. Thì toàn hệ thống siêu thị Coopmart tham gia hơn 10 năm nay rồi. Thì từ 2010 tới giờ, riêng Bạc Liêu thì luôn luôn theo cái chương trình hệ thống từ Bộ Chính trị đưa xuống, có khóa họp Sở Công Thương để làm. Thì mỗi năm thì tại siêu thị á, thì có một tháng, giống như chương trình hiện tại là đang ngôi sao hàng Việt á, một tháng tự hào về hàng Việt. Thì cái phần này chúng tôi sẽ làm một tháng trời để mà làm cho cái khu vực Bạc Liêu, đồng thời cũng phối hợp Sở Công Thương để làm những chuyến hàng lưu động hoặc là theo những hội chợ xúc tiến thương mại về những huyện sâu, huyện xa để mà đưa cái hàng Việt tới tay người tiêu dùng tốt hơn. Thông qua những hội chợ, những cuộc triển lãm hàng hóa trong nước giúp gắn kết mạnh mẽ doanh nghiệp và người dân. Đây là một kênh rất quan trọng để phân phối quảng bá sản phẩm. Mặc dù hiệu quả của cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt đã thể hiện rõ những ưu điểm tích cực của nó, nhưng hiện cũng có một số hạn chế có thể gây trở ngại cho cuộc vận động về lâu dài. Khi tham gia các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, doanh nghiệp cũng gặp rất nhiều khó khăn do chi phí tổ chức vận chuyển hàng hóa, bố trí nhân lực cao. Cũng vì vậy mà số lượng doanh nghiệp tham gia hoạt động này không còn đông đảo như trước. Thực tế này đòi hỏi cần có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện và đồng hành cùng doanh nghiệp trong các chuyến bán hàng về khu vực nông thôn, ngoại thành. Về lâu dài, doanh nghiệp cần xây dựng các điểm bán hàng cố định, mở rộng mạng lưới phân phối tại khu vực này để đáp ứng nhu cầu người dân, đồng thời nắm giữ thị phần và mở rộng thị trường. Thường thì Coopmart sẽ đi chung với bên Sở Công Thương là đi về phần hỗ trợ thương mại là một, phần thứ hai là đơn vị sẽ chủ động đưa những chuyến hàng lưu động về trong thôn. Thì trong cái phần hỗ trợ thương mại thì thông thường Sở Công Thương hỗ trợ bên Coopmart một số gian hàng để đưa những hàng Việt và tiêu biểu về tới tay người tiêu dùng ở dưới nông thôn. Tuy nhiên thì cái phần này thì thông thường thì cái chi phí mà mang lại thì Coopmart sẽ không được nhiều, tại dân số không cao, mà đồng thời cái đánh giá người dân về một số cái đối tác mà chung thì là cái hàng nó không được chuẩn về nhãn mác về thương hiệu, trong đó có một số khi mà quản lý thị trường vô cũng gọi là hàng giả hàng nhái thì nó cũng ảnh hưởng tới quy thương hiệu uy tín của mình, thì đồng thời lúc đó thì nó cũng gây tiếng tốt, gây tiếng vang không tốt cho cái hệ thống siêu thị. Riêng về cái việc bán hàng lưu động thì hiện tại Coopmart Bạc Liêu đang đăng ký Sở Công Thương là 4 lần một năm để đưa những cái hàng Việt về nông thôn. Mà tuy nhiên nếu mà có sự phối hợp tốt hơn từ Sở Công Thương với các doanh nghiệp địa phương để đi chung với Coopmart thì tôi nghĩ hiệu quả sẽ tăng cao hơn. Hiện tại thì Coopmart phải đi một mình. Thì thông thường thì chúng tôi sẽ lấy cái văn bản từ Sở Công Thương rồi xuống liên hệ phòng kinh tế huyện để xin mặt bằng, xin vị trí. Cái khó khăn hiện tại là phòng kinh tế họ vẫn hỗ trợ. Tuy nhiên cái vị trí mà đưa ra thì thường là đồng trống hoặc là những vị trí nó không có tốt. Đồng thời công tác truyền thông từ phòng kinh tế tới người dân là bữa nay có hệ thống hàng Việt nông thôn là chưa có được nhanh. Hầu như bản thân Coopmart phải tự làm, đưa nhân viên xuất phát tờ rơi làm nhiều thứ, rồi đi truyền bá thông tin. Thì thông thường dự trù một chuyến đi là khoảng 3 ngày để mình làm được. Đầu tiên là mình làm 3 ngày, nhưng mà sau đó thì mình cũng còn có 1 ngày thôi, tại do chi phí chịu không nổi. Một chuyến đi của mình gần từ chi phí xe tải, chi phí nhân sự, chi phí điện nước, chi phí bảo trì, chi phí gặp nhiều thứ lắm, hầu như Coopmart phải bỏ ra hết. Thì nhưng mà cái hiệu quả doanh thu thì chi phí, cái lợi nhuận nó bù không được chi phí. Do đó thì mình làm thì vẫn làm theo đúng cái tiêu chuẩn để làm, nhưng mà cần sự phối hợp nhiều hơn để cái giảm bớt cái chi phí, đồng thời cái hiệu quả của chuyện chúng ta mang hàng Việt về nông thôn nó được cái lợi ích nhiều hơn cho người dân thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn. Mặt khác, trong quá trình thực hiện, sự đồng bộ giữa ban chỉ đạo và các địa phương chưa có sự thống nhất đồng bộ, cộng thêm sự thiếu quan tâm của chính quyền địa phương đối với một chương trình mang đầy tính nhân văn này. Có thể nhấn mạnh rằng,
đây là cuộc vận động mang tầm vóc quốc gia khi Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam vận động theo tinh thần của Bộ Chính trị. Nhưng khi các địa phương, nhất là các địa phương thuộc vùng khó khăn, lại chưa sâu sát trong việc tổ chức, gây khó khăn cho các doanh nghiệp trực tiếp tham gia. Trong cái quá trình thực hiện cuộc vận động thì nó cũng còn những cái khó khăn nhất định. Cái thứ nhất thì đối với cũng còn một bộ phận, nói là người dân thì cũng chưa có am hiểu nhiều, cũng chưa có nhận thức sâu sắc về cái ý nghĩa, cái tầm quan trọng, vẫn còn một bộ phận đó là thích sử dụng cái hàng ngoại. Cái vấn đề thứ hai nữa đó thì trong cái cơ chế, cái chính sách để là khuyến khích cho các cái doanh nghiệp trong nước để là làm sao là hưởng ứng cái cuộc vận động này đó, để phục vụ cho cái nhu cầu mua sắm của nhân dân, thì nói chung thì trong cái chính sách mà để hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp thì cũng chưa nhiều, từ đó cũng chưa có tạo cái điều kiện mà cho các cái doanh nghiệp mà đưa cái hàng về nông thôn một cách nó kịp thời, nó hiệu quả. Một cái vấn đề nữa đó thì mặt nào đó mà nói thì hiện nay thì cũng còn một số cái mặt hàng, một số cái chủng loại hàng Việt mình thì cái sức cạnh tranh về chất lượng cũng như cái giá cả đó thì so với hàng ngoại thì có những mặt hàng thì mình cũng chưa có tương xứng, từ đó mà cũng chưa có khuyến khích được cái sử dụng của người dân trên địa bàn huyện một cách nó đồng bộ. Thực tế cho thấy các phiên chợ hàng Việt về nông thôn thiếu vắng sự tham gia của các doanh nghiệp lớn. Ngoài các quầy hàng gia dụng nhỏ lẻ thì các mặt hàng như máy nông ngư cơ phục vụ nông nghiệp, hàng kim khí điện máy, các mặt hàng công nghệ cao hoàn toàn không có mặt. Điều đó cho thấy các đơn vị kinh doanh những mặt hàng này chưa tha thiết với chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Hoặc có thể hiểu các đơn vị tổ chức chưa thỏa mãn được nhu cầu của các doanh nghiệp. Và khi hàng hóa không phong phú thì chắc chắn không thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng. Từ đó dẫn đến hiệu quả của cuộc vận động không phát huy tối đa hiệu quả của nó. Để giải quyết vấn đề này, cần có những giải pháp cụ thể, nhất là việc tăng cường công tác tuyên truyền cho chính quyền cơ sở, cũng như các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của cuộc vận động này. Theo tôi thì cái sự mà đưa hàng Việt tới người nông thôn ở khu vực vùng sâu vùng xa thì cái sự phối hợp giữa cơ quan ban ngành với doanh nghiệp, đồng thời với lại có những cái tương tác mạnh hơn từ cái chính quyền địa phương thì mình công việc này mình sẽ làm tốt hơn. Tôi nói điển hình ví dụ như là một huyện, một xã nào đó cần để đưa những hàng Việt nông thôn tiêu biểu về thì cứ đặt lịch trực tiếp với là Sở Công Thương, rồi hoặc là bản thân Cốp Mắc thì đưa những món hàng nào mà người dân họ cần, hoặc là kết hợp với những cái doanh nghiệp cần đưa cái mặt hàng họ quảng bá sản phẩm á, đồng thời có nhiều cái chương trình khuyến mãi hỗ trợ người dân kích thích tiêu dùng á, thì lúc đó doanh nghiệp họ sẽ đăng ký vô cái thời điểm đó sẽ tốt hơn. Nhưng mà cái làm tốt nhất thì phải là cái cơ quan chủ quản ban ngành từ Sở Công Thương tới Mặt trận Tổ quốc có những cái phối hợp tốt hơn thì doanh nghiệp mới tham gia được. Còn hiện tại rồi đơn thân độc mã đi thì cực kỳ là khó cho doanh nghiệp. Trong thời gian tới thì với vai trò trách nhiệm là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của tỉnh thì ban thường trong cái bộ phận thường trực thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền, đặc biệt là phối hợp với các cái tổ chức thành viên của mặt trận tuyên truyền sâu rộng trong mỗi một người dân, các cái doanh nghiệp để nhận thức hiểu đúng về cái ý nghĩa cuộc vận động, để từ đó tạo cái sự đồng thuận trong xã hội, mỗi một người dân, mỗi một doanh nghiệp là hưởng ứng thực hiện cuộc vận động trong thời gian tới được tốt hơn. Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, Ban chỉ đạo cuộc vận động đề ra các nội dung cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động trong tình hình mới. Cụ thể là tiếp tục chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong mua sắm, sử dụng hàng Việt và đấu tranh chống hàng gian, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, bảo vệ quyền lợi doanh nghiệp và người tiêu dùng. Ban chỉ đạo cuộc vận động đề nghị các thành viên tiếp tục triển khai chương trình bình ổn thị trường phù hợp, gắn kết với việc thực hiện các mục tiêu của cuộc vận động, ưu tiên đưa hàng Việt Nam vào hệ thống các điểm bán hàng bình ổn giá trên địa bàn tỉnh. Phối hợp xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch nhằm củng cố và mở rộng hệ thống phân phối, xây dựng kênh phân phối văn minh hiện đại đối với hàng Việt Nam. Thiết lập các điểm bán hàng Việt Nam bền vững, đặc biệt tại khu vực tập trung đông dân cư, khu công nghiệp, vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp, các nhà phân phối đưa hàng Việt có chất lượng đến tay người tiêu dùng ở khu vực nông thôn. Coi đó là nhiệm vụ thường xuyên để tiếp tục hưởng ứng, nâng cao chất lượng cuộc vận động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.